Theo tin tức từ VOV, Vietnamnet, vào khoảng 19 giờ tối ngày 27 tháng 2, chị Trương Thị Thắm sinh năm 1985, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đã dùng tài khoản Facebook cá nhân có tên Mel Thắm để đăng tải nội dung có người ở xã bên cạnh trở về từ Hàn Quốc và bị nhiễm virus Corona COVID-19. Cụ thể, Facebook Mel Thắm cho rằng, có người phụ nữ trở về từ Hàn Quốc đã tiếp xúc với nhiều người trong nhiều ngày, nên cảnh báo mọi người cần phải cẩn thận. Thông tin này sau khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận xã hội. Vì vậy ngay sau đó công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập chị Thắm lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Thắm thừa nhận nội dung đưa lên mạng là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Bài đăng của Thắm. Ảnh Vietnamnet hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để xử phạt. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm, một lãnh đạo công an huyện nói. Let's block us. Why?